pha cho em. Chủ nhật vui vẻ. Ok. Anh có một cái giới thiệu cho em một cái gimmick mới nè. Anh có một cái miếng mica. Trong đây là một người trong suốt. Phía sau. Nào, kiểm tra đi. Thấy chưa? Ở đây nó có một cái khe để mình nhét một cái lá bài vô. Cái đầu này không có khe gì cả. Em coi rất là bình thường. Thấy chưa? Được chưa? Phía sau. Ok. Chờ tới thoải mái. Mình bình dọc. Thấy chưa? Rồi. Rồi, mình sẽ đẩy nó xuống như thế này. Rồi bây giờ mình có một cái bộ bài. Mặt sau. Mặt trước. Được. Ok. Bây giờ anh mời em chọn một lá bài bất kỳ em thích nha. Chọn. Ký tên vào. Cầm lên đừng cho anh thấy, lấy bút ký tên vô cho nó quay coi. Dạ, ký vô. Rồi, ok. Thấy chưa? Rồi, anh mở vô đây. Đây, mở cái bài nó vào giữa ha. Che bài một cái. Rồi. Rõ ràng. Bây giờ anh sẽ lấy một con bài trên đầu lên. Con này là con bài bích. Chứ không phải là bài của em rồi đúng không? Nó đâu có hên nữa như vậy. Để em, các bạn em ở giữa của bài mà. Thấy không? Mình đổ xuống lại đằng bên. Em thuận tay phải hay thuận tay trái? Rồi, đặt một bài này lấy tay phải che lên. Ok. Bây giờ anh sẽ bỏ bài bích này của em vào trong cái hộp này. Rồi, ok. Nó đang ở trên đây. Được chưa? Rồi lá bài của em là lá đó em nhớ nha. Cái này trong đây. Em coi kỹ cái hiệu ứng của nó. Thấy không? Khi anh đếm từ 1 đến 3 nè, anh sẽ đổ ngoài bếp này ra ngoài qua khe này. Coi kỹ, 1, 2, 3 nó thành lá bài của em chọn có chữ ký. Ui, vậy? Rất ảo diệu. Chữ ký của em đúng không? Chính xác rồi. Chính xác chưa? Và đây nè, anh xài đây ra, xài ra, bỏ đây ra. Thấy không? Coi bếp, nó sẽ chạy như này. Vậy? Em kêu. Em nghĩ sao? Ngại. Chứ ông kính em nó ngại. Bây giờ mình tiếp ha. Bây giờ mình tiếp một trò khác với cái tấm mica này. Bây giờ nó này từ nay bỏ đi. Rồi, bây giờ em chọn một lá bài khác giùm anh. Một lá bài bất kỳ khác nha. Đó, lá bài đó bỏ đi. Được rồi. Rồi, một lá bất kỳ. Rồi, cho mấy quay coi giùm anh. Ok. Bỏ vô cho mình luôn. Sao bài luôn. Giữ chưa? Gì vậy? Má cắt bài. Có dạy không? Có dạy không? Có dạy không? Á thôi. Dạy bài luôn. Dạy bài. Á, giật chuyên nghiệp. Biết bài đâu không? Không. Á, xào xào. Tự biết bài luôn chứ họ chỉ anh bài luôn. Ok. Rồi. Bây giờ anh nói với em nghe luôn là anh sẽ làm gì luôn. Anh sẽ búng lá bài của em xuyên vào mặt kiến này. Xin lỗi. Không. Búng lá bài của em xuyên vào cái mặt kiến này. Xem cái kiến không? Đấy. Ok chưa? Kiến nè. Chứ anh không có bỏ một lá bài vô mà cho nó biến lá bài của em như hồi nãy nữa. Anh búng nó xuyên vào kiến này. Mà kỹ nè. Lá bài em nằm trong ngoài này đúng chưa? Bây. 1, 2, 3. Gửi chưa, Phải con này không? Chính cờ. Phải chưa? Nổ ra luôn. Chính cờ là bài của em chọn. Ok. Đó, gửi chua mẹ gửi hôn, Gửi mà trẻ bài. Gửi chua. Làm như cái mình bị cắt bài vậy.